tốt qua các cái khuyến cáo trong cái năm này. Thực sự ra trong năm 2021 thì chúng ta cũng có ít nhất là ba cái khuyến cáo của những cái hội tim lớn trên thế giới. Như vậy chúng ta cũng đi lần lượt một số những cái điểm chính những cái khuyến cáo này. Thì đây chúng ta thấy rằng là theo cái bề dày lịch sử thấy về các khuyến cáo trong vấn đề suy tim thì 2021 chúng ta có khuyến cáo gần đây nhất của hội tim châu Âu, và trước đó chúng ta có một cái bản đồng thuận của cái hội suy tim của châu Âu, và sau đó chúng ta thấy rằng trước đó thì có cái khuyến cáo của hội tim Canada, và chúng ta thấy xa hơn nữa 2021 đầu 21 là có một cái bản đồng thuận của ACCSA cũng về cái đồng thuận về vấn đề chẩn đoán và điều trị suy tim. Vậy một trong những cái điểm mới trong cái khuyến cáo của ACCSA 2021 là nó về vấn đề phân loại suy tim dựa vào EF. Chúng ta thấy rằng có sự thay đổi về mặt thuật ngữ. Suy tim EF giảm thì chúng ta thấy rằng EF vẫn dưới hoặc bằng 40% và EF bảo tồn cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên trước đây suy tim EF có đoạn giữa này là suy tim EF trung gian hay là EF khoảng giữa, thì chúng ta thấy bây giờ nó dùng cái thuật ngữ là suy tim EF giảm nhẹ, tức là MR vẫn là như cũ nhưng mà cái tên nó khác là mildly reduced. Chúng thấy thì định nghĩa và một cái điểm thứ hai khác trong cái này, chúng ta trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán nó đơn giản hơn, chỉ cần triệu chứng hoặc dấu hiệu của suy tim cộng với EF từ 41 đến 49%. Trước đây chúng ta thấy nó cần những cái tiêu chuẩn, những cái thay đổi về mặt cấu trúc chức năng hoặc là những cái bất thường về vấn đề sinh hóa, thì bây giờ chúng ta thấy suy tim EF giảm nhẹ, chúng ta thấy ở đây chỉ cần đơn giản là có hai cái tiêu chuẩn như vậy thôi. Và những cái bệnh nhân mà chúng ta điều trị suy tim EF giảm hoặc là bảo tồn mà rơi vào cái khoảng EF như vậy thì vẫn được xem là suy tim EF giảm, là cũng có một cái mở rộng hơn trong cái đối tượng suy tim EF giảm. Cái vấn đề thứ ba trong suy tim EF giảm nhẹ ở đây thấy rằng là hầu hết những cái nghiên cứu đều rút ra từ cái nhóm suy tim EF giảm nhẹ hoặc là suy tim EF bảo tồn, vì trong những cái công trình nghiên cứu của hai cái nhóm này cũng bao gồm những bệnh nhân có suy tim EF giảm nhẹ, và kết quả cũng cho thấy rằng cái lợi ích trong vấn đề điều trị suy tim EF giảm nhẹ cũng gần như tương tự đối với suy tim EF giảm. Chính vì thế các cái thuốc điều trị suy tim EF giảm nhẹ đều được khuyến cáo trong trong suy tim EF giảm đều được khuyến cáo trong suy tim EF giảm nhẹ, tuy nhiên là mức độ khuyến cáo là class 2. Vì chúng ta thấy các cái thử nghiệm lâm sàng mẫu nguyên riêng cho cái nhóm này thấy là rất là hạn chế. Một cái điểm mới thứ hai trong những cái khuyến cáo năm 2021 đó là cái vai trò của thuốc acne. Thực sự ra trong cái bản đồng thuận của ACCSA 2021 thì đặt cái vị trí của acne là ưu tiên trong cái nhóm hệ thống RAS, nghĩa là chúng ta thấy rằng là trong cái lưu đồ điều trị suy tim EF giảm giai đoạn C thì chúng ta có acne, ức chế men chuyển và ức chế thụ thể, thì acne được xem là cái thuốc được ưu tiên lựa chọn trong ba cái thuốc này của cái hệ thống RAS, tức là khẳng định cái vai trò thiết yếu và quan trọng hàng đầu trong cái nhóm này đối với thuốc acne trong vấn đề điều trị suy tim. Và chúng ta lựa chọn ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể chỉ khi nào chúng ta thấy rằng hai cái thuốc này bị chống, cái thuốc acne bị chống chỉ định hoặc bệnh nhân không dung nạp được với thuốc acne, hoặc chúng ta thấy tại điều kiện chúng ta không có sẵn cái thuốc acne, thì những trường hợp đó chúng ta có thể chúng ta sử dụng thuốc ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể. Và trong cái khuyến cáo của hội tim Canada họ cũng đưa lên ở trong bốn cái nền tảng điều trị, bốn cái thuốc trụ cột điều trị suy tim thì acne họ vẫn đưa lên hàng đầu, sau đó chúng ta thấy có thể lựa chọn ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. Và nếu như chúng ta lựa chọn ức chế thụ thể, ức chế men chuyển thì sau đó người ta cũng khuyến cáo là chúng ta thay thế bằng acne. Và một lần nữa cũng có một cái sự đồng thuận với ACCSA trong vấn đề lựa chọn acne là thuốc ưu tiên hàng đầu trong cái nhóm này. Như vậy ESC 2021 là cái phim là cái khuyến cáo gần đây nhất thì có đồng thuận như vậy hay không? Quả thực chúng ta thấy rằng là ESC 2021 vẫn khuyến cáo là ức chế men chuyển được ưu tiên trong cái nhóm một ở đây, và nếu như bệnh nhân không dung nạp được thì vẫn có mặt của ức chế thụ thể, tuy nhiên họ vẫn ưu tiên cái thuốc ức chế men chuyển, còn acne vẫn là một cái thuốc được coi là quan trọng được lựa chọn trong điều trị suy tim EF giảm. Tuy nhiên đối với ESC 2021 thì họ có một cái chọn lựa có vẻ là chúng ta thấy rằng là
hơi khác so với là hai cái khuyến cáo ở trên, tức là trong những trường hợp chúng ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân không dung nạp được ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, hoặc chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đang sử dụng hai cái thuốc này thì họ khuyến cáo chúng ta gì, hoặc là chúng ta chọn ACNI hoặc chúng ta chuyển sang ACNI. Còn việc lựa chọn ACNI ngay từ đầu ta thấy ở một cái mức độ ta thấy rằng là yếu hơn so với hai cái khuyến cáo trên. Tuy nhiên dù bệnh nhân có hay không có sử dụng ức chế men chuyển trước đó thì sau đó đều khuyến cáo là chuyển sang cái ACNI trong vấn đề điều trị suy tim ở ép giảm, và chúng ta thấy rằng là cái khuyến cáo rất là mạnh trong vấn đề điều chuyển là như vậy. Một cái lý do nữa là tại sao chúng ta thấy rằng là ACNI lại được khuyến cáo trong vấn đề điều trị suy tim và ưu tiên trong những cái khuyến cáo gần đây. Thì chúng ta cùng quay lại những cái công trình nghiên cứu trước đây về những cái nhóm thuốc nền tảng trong vấn đề điều trị suy tim, thì hầu hết các cái thuốc các cái nghiên cứu trước đây về thuốc điều trị suy tim ép giảm đều được thực hiện trên những bệnh nhân suy tim EF giảm mà trong trạng thái ổn định, nghĩa rằng được điều trị ở bệnh nhân ngoại trú. Ở những bệnh nhân nội trú hoặc trước khi xuất viện, gần đây chúng ta chỉ có những cái công trình nghiên cứu liên quan đến cái thuốc ức chế SGLT2 hoặc là cái nhóm ACNI. Cụ thể chúng ta có công trình nghiên cứu Pioneer Paranea được thực hiện, ta thấy rằng trong cái giai đoạn trước khi bệnh nhân xuất viện và nối tiếp sau đó ngoại trú là Paradise đối với cái nhóm ACNI. Và SGLT2 chúng ta có cái công trình nghiên cứu tên là Solid trên những bệnh nhân thế là suy tim mà có kèm theo đái tháo đường. Thì cái công trình nghiên cứu Paradise-HF được thực hiện cho những bệnh nhân suy tim ngoại trú đã cho thấy việc chúng ta sử dụng ACNI cho những bệnh nhân suy tim EF giảm, chúng ta đã giảm được 20% các cái biến cố tim mạch, tức là giảm tử vong tim mạch hoặc nhập viện vì vấn đề suy tim nhiều hơn so với là ức chế men chuyển kinh điển đó là enalapril. Và sự khác biệt chúng ta thấy rằng là rất có ý nghĩa, rất nhiều con số không so với dấu chấm như vậy. Và chúng ta thấy rằng NTT là chỉ có 21 thôi, nghĩa rằng cứ 21 bệnh nhân suy tim ở EF giảm chúng ta điều trị ACNI thay vì chúng ta điều trị ức chế men chuyển thì chúng ta sẽ giảm được một bệnh nhân hay tránh cho một bệnh nhân bị một cái biến cố là tử vong tim mạch hoặc nhập viện vì vấn đề suy tim. Đối với bệnh nhân suy tim nội viện, tức là bệnh nhân suy tim cấp cần phải nhập viện, thì chúng ta thấy công trình nghiên cứu Pioneer HF được thực hiện trên những bệnh nhân suy tim cấp nhưng chúng ta thấy rằng là đã được điều trị ổn định trước khi bệnh nhân xuất viện. Thì những trường hợp này ổn định là như thế nào, là những bệnh nhân chúng ta thấy rằng huyết động bệnh nhân ổn định, không phải sử dụng những cái thuốc tĩnh mạch trong vòng 6 giờ trước khi chúng ta đưa vào nghiên cứu, và không sử dụng thuốc tăng sức co bóp cơ tim trong vòng 24 giờ trước. Thì họ cũng chia thành hai nhóm: nhóm sử dụng ACNI tức là sacubitril phối hợp với san mạc tăng, và nhóm sử dụng enalapril là so sánh và theo dõi 8 tuần với cái tiêu chí chính là cái sự thay đổi về cái mức NT-proBNP so với ban đầu, và tiêu chí phụ đó là tiêu chí về an toàn. Và chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta điều trị ACNI trong giai đoạn suy tim cấp mà ổn định, một cái câu hỏi rất lớn chúng ta đặt ra liệu nó có an toàn cho bệnh nhân hay không. Thì kết quả trong cái tiêu chí chính chúng ta thấy rằng là tại thời điểm 8 tuần thì cái nhóm sử dụng sacubitril và san tăng giảm nhiều hơn, có ý nghĩa thống kê về cái nồng độ NT-proBNP một cách khác biệt, có ý nghĩa thống kê cụ thể là giảm 29%. Nhưng thực sự chúng ta thấy rằng khi coi lại cái biểu đồ diễn tiến thì ngay trong tuần đầu tiên mà chúng ta sử dụng phân ngẫu nhiên thôi thì ACNI đã giảm quan trọng cái mức độ NT, cái nồng độ NT-proBNP so với là enalapril. Về cái tiêu chí an toàn đó là hạ huyết áp có triệu chứng khi mà chúng ta cho sớm trong giai đoạn nội viện là như vậy, chức năng thận có xấu đi hay không, hoặc có nguy cơ tăng kali máu hay không, thì chúng ta thấy rằng giữa hai nhóm sử dụng ACNI và ức chế men chuyển kết quả đều tương tự nhau, tức là sự khác biệt không có ý nghĩa trên phương diện thống kê, và cái biến chứng phù mạch giữa hai nhóm thế là cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê, cho thấy việc chúng ta sử dụng ACNI trong giai đoạn suy tim cấp ổn định, an toàn và có hiệu quả trong vấn đề cải thiện được cái nồng độ NT-proBNP so với việc chúng ta sử dụng ức chế men chuyển. Như vậy việc chúng ta giảm sớm được NT-proBNP liệu chúng ta thấy chúng ta có mang lại được kết quả gì hay không, thì tôi nghĩ rằng là những cái công trình nghiên cứu sau đó họ cũng có những cái kết luận liên quan tới cái kết quả này. Và trước khi giao những cái phần đó thì tôi xin trình bày cái hiệu quả và an toàn của ACNI qua một cái phân tích gộp từ 6 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên
gần 15.000 bệnh nhân ở đây qua các cái tiêu chí tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch hoặc nhập viện vì suy tim, thì kết quả đều cho thấy trong cái nhóm sử dụng sacubitril phối hợp valsartan đều giảm có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm chứng, và chúng ta thấy là sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Tương tự trên cái tiêu chí an toàn, ba cái thông số trên lâm sàng mà chúng ta hay quan tâm khi chúng ta sử dụng ACNI như là hạ huyết áp, có triệu chứng là thận chức năng thận xấu hơn hoặc tăng kali máu nặng, đều chúng ta thấy rằng là đều ủng hộ cho vấn đề chúng ta sử dụng cái nhóm ACNI, ngoại trừ hạ huyết áp có triệu chứng khi chúng ta sử dụng cái nhóm ACNI có vẻ nó nhiều hơn so với là việc chúng ta so với cái nhóm chứng. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta chỉ định cái ACNI trên lâm sàng, chúng ta phải có một cái điều kiện, đó là bệnh nhân huyết áp bệnh nhân phải tâm thu phải trên 10 mm, trên 100 mm thủy ngân thì chúng ta sử dụng và cái nhóm thuốc này cho những bệnh nhân của chúng cho những bệnh nhân của chúng ta. Vậy cái liều nó có ảnh hưởng tới cái kết cục hay không, thì đây cũng là một cái phân tích hậu kiểm trong công trình nghiên cứu Bardang-Hatteb. Thì trong công trình phân tích hậu kiểm này họ đưa ra một cái khẳng định, thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta giảm liều đối với ACNI ở bất cứ cái liều nào thì cái kết cục lâm sàng nó đều xấu hơn khi mà chúng ta sử dụng cái liều tối đa, cái liều full ở đây. Chúng ta thấy sự khác biệt có nghĩa thống kê, tức là cái yếu tố cái nguy cơ tăng gấp 2,5 lần ở đây. Tuy nhiên dù chúng ta sử dụng ACNI ở cái liều thấp hoặc là cái liều liều full thì so với là ức chế men chuyển thì cái lợi ích trong vấn đề giảm các cái biến cố tim mạch chính vẫn có lợi trong cái nhóm sử dụng sacubitril phối hợp với valsartan so với cái nhóm ACNI. Như vậy chúng ta thấy là hai cái câu chuyện rất là rõ ràng, cái liều thấp trong hay cái liều giảm trong cái phân tích hậu kiểm của Bardang-Hatteb đều không lợi hơn so với cái liều full. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng liều thấp hoặc là liều trung bình hoặc liều cao so với NLW thì chúng ta vẫn có lợi, vẫn có lợi hơn. Và khi so với ức chế men chuyển trong một cái nghiên cứu thế giới thực tại Đài Loan cũng gần 20.000 bệnh nhân suy tim mới giảm, và họ cũng đánh giá tiêu chí tại thời điểm 12 tháng thì kết quả cũng cho thấy rằng ACNI vẫn có lợi hơn so với là ức chế thụ thể, và chúng ta thấy nó giảm được 26% các cái biến cố tim mạch chính khi mà chúng ta sử dụng ACNI thay vì chúng ta sử dụng là ức chế thụ thể. Một cái câu hỏi nữa là chúng ta sử dụng ACNI khi mà bệnh nhân chưa có sử dụng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể thì chúng ta có lợi hay không? Thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái thảo luận và cũng liên quan tới cái khuyến cáo của ESC 2021, là chúng ta thấy họ vẫn nhấn mạnh ức chế men chuyển, rồi sau đó chúng ta vẫn khuyến cáo chúng ta nên và phải chuyển sang là cái nhóm ACNI. Thì đây cũng là một cái phân tích trong công trình nghiên cứu Pioneer F trên những đối tượng bệnh nhân có sử dụng ức chế men chuyển hoặc chế thụ thể trước đó và cho cái nhóm không sử dụng, thì kết quả cho thấy rằng là không có cái sự ảnh hưởng hay sự tương tác qua lại giữa việc chúng ta sử dụng hay không sử dụng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với cái sự gì, với cái sự với liên quan đến các tiêu chí lâm sàng. Chúng ta thấy là sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa hai cái nhóm mà có không có sử dụng cái nhóm thuốc này. Và chính vì thế trong cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế Việt Nam năm 2020, họ cũng đưa ra trong cái khuyến cáo này là ACNI, tức là một cái thuốc ức chế kép thụ thể angiotensin liposomal, vẫn được là một trong những cái thuốc ưu tiên trong những cái thuốc nền tảng khác trong vấn đề điều trị suy tim ở giảm. Một cái điểm thứ ba trong những cái khuyến cáo gần đây đó là cái vai trò của cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 trong điều trị suy tim ở giảm. Có lẽ chúng ta thấy có một cái sự đồng thuận rất lớn giữa các cái khuyến cáo gần đây qua cái vai trò của thuốc ức chế SGLT2 trên những đối tượng bệnh nhân này trong vấn đề giảm tỷ lệ tử vong qua hai cái công trình nghiên cứu, đó là công trình nghiên cứu Emperor Review và Dapa-HF. Thì phân tích gộp từ hai công trình nghiên cứu này cũng như kết quả của riêng lẻ hai công trình nghiên cứu này đều cho thấy rằng là việc chúng ta sử dụng ức chế SGLT2 trên những bệnh nhân suy tim giảm, chúng ta giảm quan trọng hay giảm có ý nghĩa các cái biến cố tim mạch chính, đó là tử vong tim mạch hoặc nhập viện vì suy tim. Chúng ta thấy cụ thể phân tích gộp ở đây giảm 25% các cái biến cố này, sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Và một bệnh nhân suy tim ở giảm, việc chúng ta phối hợp SGLT2 với ACNI chúng ta có lợi hơn hay không khi chúng ta chỉ sử dụng ACNI không mà không có mặt của SGLT2, thì cái công trình phân tích gộp cũng đã cho thấy việc chúng ta phối hợp ức chế SGLT2 với ACNI vẫn mang lại cái lợi ích nhiều hơn so với việc chúng ta sử dụng ACNI mà không có mặt ức chế SGLT2. Chúng ta thấy sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Chính vì thế chúng ta thấy trong cái khuyến cáo của ESC cũng như ACC là bốn cái thuốc nền tảng, trong đó có ức chế
SGLT2 có chuyện beta, có lợi tiểu khát Totoro và có gì cái nhóm hệ thống RAS trong đó có acne, được ưu tiên. Chúng ta thấy là phối hợp bốn cái nhóm thuốc đó càng nhanh càng tốt và càng sớm càng tốt. Một cái điểm thứ tư trong cái khuyến cáo của SC2021 đó là vấn đề chúng ta quản lý bệnh nhân trước khi mà bệnh nhân xuất viện. Thì trong cái khuyến cáo này họ khuyến cáo rất là nhấn mạnh, rất là mạnh là chúng ta cần phải gì, khi mà bệnh nhân suy tim nhập viện thì chúng ta cần phải đánh giá đầy đủ các cái dấu hiệu sung huyết trước khi bệnh nhân xuất viện và tối ưu hóa điều trị thuốc uống. Và lẽ chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn trước khi bệnh nhân xuất viện cũng như những tuần lễ đầu tiên mà bệnh nhân sau khi xuất viện là cái giai đoạn bệnh nhân có cái nguy cơ phải tái nhập viện lại rất cao. Và một trong những cái nguyên nhân khi người ta phân tích đó là chúng ta chưa tối ưu hóa trong vấn đề điều trị sung huyết trước khi bệnh nhân xuất viện, cũng như chúng ta chưa tối ưu hóa vấn đề điều trị thuốc. Và trong cái khuyến cáo này họ cũng nhấn mạnh rằng là chúng ta sử dụng các cái thuốc có bằng chứng bằng được uống trước khi xuất viện class 1C ở đây, nghĩa rằng là chúng ta thấy rằng bốn cái nhóm thuốc đã có bằng chứng được coi là những cái thuốc nền tảng chúng ta nên cho sớm và cho trước khi bệnh nhân xuất viện có thể được. Và chúng ta thấy rằng nếu không được thì chúng ta thấy rằng tái khám sớm trong vòng 1 đến 2 tuần sau khi xuất viện để chúng ta đánh giá tiếp tục các cái dấu hiệu sung huyết, sử dụng nạp thuốc, và chúng ta có thể bắt đầu chúng ta sử dụng những cái thuốc mà chúng ta chưa sử dụng được, hoặc chúng ta gia giảm cái liều của các cái thuốc để chúng ta có thể phối hợp sớm được, hoàn thành được bốn cái thuốc theo như khuyến cáo. Thì tại sao chúng ta thấy rằng là chúng ta phải sử dụng thuốc sớm? Thì thực sự như vừa rồi tôi nói, những cái bằng chứng để cho thấy rằng việc chúng ta sử dụng thuốc sớm qua các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, thì gần đây chúng ta chỉ có hai cái công trình nghiên cứu liên quan tới hai cái nhóm thuốc là nhóm acne và cái nhóm SGLT2. Mà trong cái SGLT2, trong cái công trình nghiên cứu transition ở đây, họ cũng cho sớm cái nhóm acne trước khi xuất viện, và họ cũng đánh giá qua cái tiêu chí là cái mức độ giảm NT-proBNP tại thời điểm 4 tuần thì như thế nào. Thì chúng ta thấy khi mà được cho trong thời gian nằm viện thì cái mức độ giảm cái NT-proBNP so với là trước khi mà chúng ta điều trị, khi mà chúng ta cho trước khi xuất viện, giảm một cách có ý nghĩa nhiều hơn so với cái nhóm mà chúng ta cho sau khi bệnh nhân xuất viện. Và cái lợi ích này vẫn tiếp tục kéo dài tới 4 tuần. Tuy nhiên tới 10 tuần thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ giảm giữa việc chúng ta cho trước và sau khi xuất viện không có sự khác biệt, có những thống kê. Tuy nhiên vẫn giảm đáng kể so với cái nền ban đầu khi chúng ta điều trị. Thế như vậy cái lợi ích mà việc chúng ta cho sớm trước khi xuất viện so với là nền tảng vẫn có nhiều, và tiếp tục cái điều này nó duy trì cho tới 10 tuần. Và việc chúng ta giảm được NT-proBNP sớm là tại cái thời điểm bệnh nhân xuất viện như vậy nó có lợi gì hay không? Thì trong cái phân tích sau đó người ta thấy rằng khi mà chúng ta điều trị bệnh nhân mà NT-proBNP giảm được dưới 1000 microgram trên ml hoặc là giảm hơn 30% so với ban đầu thì chúng ta cũng giảm được, chúng ta thấy rằng là các cái biến cố về tim mạch. Cụ thể chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta cho sớm là chúng ta thấy trước khi mà bệnh nhân xuất viện thì cái tỷ lệ bệnh nhân đạt được cái đáp ứng đối với là cái acne nhiều hơn 46,2% so với cái nhóm chúng ta cho sau xuất viện là 18,2%. Và nếu như chúng ta thấy rằng cái nhóm bệnh nhân mà đáp ứng với acne là cái đường màu đậm ở đây, tức là theo cái định nghĩa như ở trên tôi đã trình bày, thì các cái biến cố tim mạch và cụ thể ở đây là nhập viện vì vấn đề suy tim hoặc tử vong tim mạch thấp hơn một đáng kể so với cái nhóm mà không đáp ứng được, tức là không cải thiện được theo cái định nghĩa về cái NT-proBNP khi mà chúng ta sử dụng acne cho bệnh nhân. Như vậy tóm lại chúng ta thấy rằng là việc chúng ta sử dụng acne sớm trước khi xuất viện cũng như trong công trình nghiên cứu của NHF, chúng ta đạt được một cái tỷ lệ cao hơn bệnh nhân có đáp ứng với acne. Và khi đáp ứng được với acne qua cái việc giảm được NT-proBNP như vậy thì kéo theo chúng ta cũng cải thiện được các cái biến cố tim mạch cho những bệnh nhân khi mà chúng ta tiếp tục theo dõi bệnh nhân sau đó. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là việc chúng ta cho cái nhóm thuốc acne sớm thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái lợi ích gì nữa hay không? Thì thực sự khi phân tích cái công trình nghiên cứu PARADISE-HF ngay trong vòng 30 ngày đầu tiên thôi thì cái đường cong đã tách ra
và sự khác biệt và có ý nghĩa thống kê trong cái nhóm sử dụng acne qua việc giảm các cái biến cố tim mạch nhiều hơn so với ức chế miễn chuyển enalapril. Cụ thể ở đây chúng ta thấy giảm cái nguy cơ bệnh nhân nhập viện vì suy tim lần đầu tiên, suy tim lần đầu tiên hoặc là nhập viện suy tim khi mà chúng ta cũng gộp lại trong suốt chúng ta thấy là cái thời gian chúng ta nghiên cứu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là acne khi chúng ta cho sớm vẫn có lợi trong vấn đề cải thiện các cái biến cố. Đối với ức chế SGLT2 chúng ta có cái công trình nghiên cứu DAPA-HF và khi họ phân tích về cái lợi ích của DAPA-HF và dapagliflozin có hiệu quả sớm khi sử dụng hay không, thì trong cái phân tích này chúng ta thấy rằng là trong cái tháng đầu tiên khi chúng ta sử dụng dapagliflozin so với giả dược ở những bệnh nhân suy tim OF giảm, chúng ta cũng cải thiện được 49% cái biến cố về tim mạch ở đây khi mà chúng ta cho sớm với cái NTT là chỉ có 21 mà thôi. Và nếu tại thời điểm chúng ta thấy rằng là 24 ngày là 26% cái nguy cơ giảm nhiều hơn khi mà chúng ta sử dụng dapagliflozin 10mg mỗi ngày so với cái nhóm giả dược. Chính vì thế một cái sự đồng thuận giữa các cái khuyến cáo gần đây là trong cái điều trị suy tim OF giảm thì bốn cái thuốc nền tảng chúng ta nên cho sớm trong vòng 4 tuần nếu có thể được, và chúng ta cũng điều chỉnh để chúng ta đạt được cái liều tối đa theo khuyến cáo hoặc cái liều bệnh nhân dung nạp được trong thời gian thường từ 3 đến 6 tháng, thường thì cũng khuyến cáo trong thời gian 3 tháng, và chúng ta nên điều chỉnh thuốc mỗi 2 tuần để chúng ta có thể nhanh chóng đạt được cái tất cả bốn cái nhóm thuốc với cái liều tối đa bệnh nhân dung nạp được. Và một cái phần mà được nhắc tới khá điểm nhấn khá lớn trong cái suy tim, khuyến cáo suy tim gần đây chính là vấn đề cá thể hóa trong vấn đề điều trị suy tim. Bởi lẽ chúng ta thấy rằng là mỗi bệnh nhân suy tim có những cái đặc điểm khác nhau, và những cái đặc điểm này ví dụ như là từng số tim, như là huyết áp, như là bệnh nhân có rung nhĩ không có rung nhĩ, hay là bệnh nhân có bệnh tật mãn hay nguy cơ tăng kali hay mau không, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả, cái tác dụng phụ của các cái nhóm thuốc, đặc biệt là bốn cái nhóm thuốc nền tảng của suy tim mà chúng ta lựa chọn. Và khi có những cái đặc điểm này, đôi khi chúng ta cần phải điều chỉnh bốn thuốc nền tảng đó cũng như sự bắt đầu điều trị bốn cái nhóm thuốc nền tảng đó như thế nào cho nó phù hợp đối với từng bệnh nhân, và dựa trên bốn cái thông số đó thì họ đưa ra các cái kiểu hình hay các cái đặc điểm của một bệnh nhân suy tim để chúng ta có những cái điều chỉnh các cái nhóm thuốc nền tảng cho nó phù hợp. Tôi ví dụ các bạn thấy một bệnh nhân suy tim OF giảm mà có nhịp xoang trên 70 lần một phút, huyết áp bệnh nhân hơi thấp ở đây, hoặc bệnh nhân không có rung nhĩ, bệnh nhân không có bệnh thận mãn, chúng ta thấy trong cái điều trị ở đây thì họ khuyến cáo chúng ta dùng ức chế SGLT2, lợi từ khoáng progesterone, ivermectin. Tuy nhiên cái ức chế beta hoặc là cái nhóm RAS thì chúng ta lại khuyến cáo là chúng ta nên giảm liều chẳng hạn trên những cái đối tượng bệnh nhân này, hoặc chúng ta thấy rằng là trên những cái đối tượng bệnh nhân khác như nhịp tim bệnh nhân dưới 60 lần một phút, huyết áp bệnh nhân trên 90 trên 60, bệnh nhân không có rung nhĩ, bệnh nhân không có bệnh thận mãn thì lại ưu tiên lựa chọn cái nhóm ức chế SGLT2, cái nhóm ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc nhóm acne cộng với lợi tiểu kháng progesterone. Trong khi đó trẻ beta chúng ta cần phải điều chỉnh liều cho nó phù hợp. Tóm lại tùy thuộc vào những đặc điểm mà chúng ta cần chỉnh liều. Một cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta cũng cá thể hóa đó là chúng ta cũng xem xét các cái bệnh đồng mắt ở bệnh nhân suy tim để chúng ta có thể có những cái lựa chọn, đặc biệt là vấn đề phối hợp thuốc để chúng ta tối ưu hóa trong vấn đề điều trị nội khoa. Thì những cái bệnh đồng mắt này có thể là những bệnh lý tim mạch như rung nhĩ, hội chứng mạch vành mãn, bệnh van tim, hoặc những bệnh đồng mắt không phải bệnh tim mạch, trong đó có đái tháo đường, thiếu sắt chẳng hạn, ung thư, hoặc là những cái trường hợp đặc biệt như phụ nữ có thai, bệnh cơ tim chẳng hạn. Thì trong đây tôi xin trình bày một vài những cái điểm trong những cái trường hợp cụ thể này. Thứ nhất là trong trường hợp bệnh nhân có hội chứng mạch vành mãn, thì trong bệnh nhân có hội chứng mạch vành mãn thực sự ra ở bệnh nhân suy tim hội chứng mạch vành mãn không có nhiều những cái dữ liệu, những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho vấn đề so sánh giữa cái lợi ích trong vấn đề chúng ta tái tạo máu mạch vành với vấn đề chúng ta điều trị nội khoa. Cái công trình nghiên cứu STICK họ so sánh giữa can thiệp bắc cầu mạch vành với điều trị nội khoa thì kết quả cho thấy rằng giữa hai cái chiến lược này kết quả tương tự như nhau trên các cái biến cố tim mạch, đó là tỷ lệ tử vong chung. Tuy nhiên khi theo dõi tới 10 năm thì người ta thấy rằng cái lợi ích thì có vẻ nghiêng về cái nhóm phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Còn các cái thử nghiệm so sánh giữa can thiệp đặt stent mạch vành với điều trị nội khoa hoặc giữa phẫu thuật bắc cầu mạch vành với là can thiệp bằng đặt stent mạch vành thì cũng không có những cái dữ liệu. Chính vì thế chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân hội chứng mạch vành mãn có suy tim thì việc tái tạo máu mạch vành
để giảm triệu chứng. Nếu như triệu chứng này vẫn tiếp tục kéo dài, triệu chứng đây là vấn đề đau thắt ngực cho bệnh nhân hoặc tương đương thì cái mức độ khuyến cáo chỉ là class 2A mà thôi, class 2A mà thôi. Còn chúng ta thấy rằng là để chúng ta cải thiện cái tiên lượng cho bệnh nhân thì class gọi là class 2B mà thôi, 2B, tức là chưa có nhiều các cái dữ liệu để chúng ta chọn lựa. Và trong cái khuyến cáo 2021 nó khác 2016 cái phiên bản này, thì từ class 1 nó chuyển sang class 2A như tôi trình bày đó, trên bệnh nhân hội chứng mạch vành mãn kèm suy tim mới giảm, và chúng ta chưa có nhiều những cái dữ liệu bằng chứng để ủng hộ cho vấn đề tái tướng mạch vành bằng cái chiến lược nào. Tuy nhiên điều trị nội khoa vẫn là một trong những cái nền tảng. Trên bệnh nhân đái tháo đường và suy tim thì một trong những cái thuốc mà được khuyến cáo chọn lựa tức là cái ức chế SGLT2, có cana, có daba, có ampa, có etu và sotagliflozin để chúng ta giảm được gì, giảm được các cái biến cố tức là nhập viện vì vấn đề suy tim, biến cố tim mạch chính, bệnh thận giai đoạn cuối và tử vong tim mạch. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là để giảm nhập viện vì suy tim hoặc tử vong tim mạch, chúng ta có ba thuốc với ba cái công trình nghiên cứu tương ứng: dapagliflozin, ampagliflozin và sotagliflozin là class 1A mà thôi. Và trong cái khuyến cáo 2021 thì cái chỉ định của cái nhóm ức chế SGLT2 nó ở mức độ 1 so với 2016 là mức độ 2A. Và một trong những cái điểm nhấn nữa đó là vấn đề thiếu sắt trong suy tim. Thì trong cái khuyến cáo mới 2021 khuyến cáo là tất cả những bệnh nhân suy tim nên được tầm soát thiếu máu và thiếu sắt qua cái công thức máu, nồng độ ferritin sắt cũng như là cái độ bão hòa sanguine, và họ đưa ra những cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể bổ sung sắt cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân suy tim AF giảm dưới 50% hoặc dưới 45% mà có thiếu sắt trên lâm sàng cho bệnh nhân. Thực sự ra cái khuyến cáo này cũng xuất phát phần lớn từ cái công trình nghiên cứu AFIRM EHF. Cái công trình này họ so sánh, họ thực hiện ngẫu nhiên mù đôi tại 121 trung tâm thấy ở châu Âu, Nam Mỹ và có châu Á là Singapore ở đây, trên bệnh nhân suy tim mà EHF dưới 50% có thiếu sắt. Thì trong cái công trình nghiên cứu này cho thấy việc chúng ta bổ sung sắt bằng đường tĩnh mạch ferrous carboxymaltose ở đây, chúng ta giảm được 21% các cái biến cố về tim mạch so với giả dược. Tương tự cái tổng cái số bệnh nhân nhập viện cũng như tử vong tim mạch là chúng ta thấy rằng là đặc biệt là nhập viện thì thấp hơn trong cái nhóm chúng ta sử dụng sắt huyết thanh cho bệnh nhân. Và cuối cùng là trên bệnh nhân ung thư, thực ra chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ ung thư đặc biệt tại Việt Nam chúng ta thấy có xu hướng ngày càng gia tăng, và việc sử dụng các cái hóa trị cũng làm gia tăng các cái độc tính tim. Chính vì thế trên những bệnh nhân ung thư chúng ta cần phải tầm soát và theo dõi cái tác dụng hay là những cái ảnh hưởng lên tim, và chúng ta có những cái biện pháp để chúng ta điều trị. Đây chúng ta thấy rằng họ khuyến cáo điều trị ức chế men chuyển và chạm beta, và khuyến cáo chúng ta lựa chọn carfentanil vì có những cái bằng chứng để chúng ta xem xét điều trị cho những bệnh nhân ung thư. Và khi chúng ta theo dõi siêu âm tim chúng ta thấy có rối loạn chức năng thông thu thất trái, nghĩa rằng giảm hơn 10% cái EF cho bệnh nhân tới cái mức dưới 50% trong quá trình điều trị những cái hóa chất là liên quan đến cái nhóm alpha-cyclin, mặc dù là class 2A mà cái khuyến cáo gần đây trong vấn đề suy tim và ung thư cho bệnh nhân. Tóm lại cái lưu đồ trong cái EF, trong cái khuyến cáo của ESC 2021 thì ngoài cái phần chung được khuyến cáo cho tất cả những bệnh nhân trong bốn cái nhóm thuốc nền tảng trong cái vấn đề liên đa chuyên khoa để điều trị phục hồi bệnh nhân, thì có những cái phần chúng ta thấy rằng là cá thể hóa để chúng ta lựa chọn tùy thuộc vào những cái đặc điểm bệnh nhân để chúng ta tối ưu hóa cải thiện được triệu chứng cũng như là các cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Thì để kết thúc cái bài này tôi có bốn cái điểm cần trao đổi, cần nhấn mạnh. Cái thứ nhất đó là trên bệnh nhân suy tim AF giảm thì chúng ta có bốn cái nhóm thuốc được coi là nền tảng hay là trụ cột, và bốn cái nhóm thuốc này theo cái sự đồng thuận hầu hết là được khuyến cáo nên khởi trị sớm và an toàn nhất có thể được, và chúng ta nên tăng liều tới liều đích hoặc liều tối đa bệnh nhân dung nạp được. Thì trong cái nhóm ức chế hệ thống RAS thì có cái sự đồng thuận là ưu tiên lựa chọn ACNI, và nếu như chúng ta đang sử dụng ức chế men chuyển hoặc chế chủ thể thì cũng khuyến cáo nên chuyển sang ACNI nếu có thể được cho bệnh nhân. Và cái thời điểm để chúng ta tối ưu hóa điều trị cho bệnh nhân chính là cái thời điểm nội viện trước khi bệnh nhân xuất viện, khi mà chúng ta đã điều trị một cái suy tim cấp ổn định về mặt huyết động cũng như là việc chúng ta sử dụng các cái thuốc cho bệnh nhân. Và nếu như bệnh nhân ra ngoại trú thì chúng ta cần điều chỉnh liều thuốc mỗi 2 tuần
để nhanh chóng trong vòng 3 cho đến 6 tháng chúng ta có thể đạt được cái liều đích của bốn cái nhóm thuốc này sau khi chúng ta có chẩn đoán. Và một trong những cái người ta nhấn mạnh để mà chúng ta có thể nhanh chóng đạt được bốn cái nhóm thuốc nền tảng và nhanh chóng chúng ta đạt được cái liều đích theo khuyến cáo, thì một trong những cái quan trọng đó là vấn đề cá thể hóa. Chính việc cá thể hóa này chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu điều chỉnh đạt mục tiêu của bốn cái nhóm thuốc trên trong vấn đề điều trị suy tim ở ép giảm. Đó là những cái thông tin trao đổi với quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn sự chú ý của quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ đã trình bày rất là chi tiết một cái vấn đề cái điều trị suy tim phân số tốc máu giảm, từ những cái khuyến cáo, những cái thuốc chính cho đến cách sử dụng những cái thuốc như thế nào và những cái bệnh lý đi kèm, nó đóng một vai trò rất là quan trọng khi chúng ta điều trị cho người bệnh nhân suy tim. Và đến chúng ta sẽ qua phần thứ hai, bài báo cáo của thầy chuyên khoa 2 Nguyễn Thư Huyền, thầy sẽ báo cáo cho chúng ta thấy là tối ưu hóa các vấn đề điều trị suy tim từ khuyến cáo đến cái thực hành lâm sàng sẽ như thế nào. Xin trân trọng mời thầy ạ. Dạ, kính thưa Phó Giáo sư Hòa, kính thưa bác sĩ Sĩ, kính thưa toàn thể quý thầy cô và các anh chị. Thì tôi xin phép trình bày tiếp vấn đề thứ hai là tối ưu hóa điều trị suy tim thì chúng ta thực hiện như thế nào. Chúng ta đều biết thì suy tim là một vấn đề số lượng ngày càng tăng và tử vong nhiều, và thậm chí còn nhiều hơn cả ung thư. Và nguyên nhân tử vong của suy tim thì có thể chiếm đến gần một nửa trong số các nguyên nhân tử vong hiện nay. Vậy thì ở bệnh nhân suy tim, tại sao chúng ta cần phải cố gắng tối ưu hóa thực hành? Bởi vì chúng ta đều biết là cái diễn tiến của suy tim dù có ổn định nhưng nó vẫn có những cái đợt tiến triển và khiến bệnh nhân xấu đi, đặc biệt là sau suy tim cấp. Và như vậy nó sẽ biểu hiện bằng những cái dấu hiệu như là khó thở tăng lên, phù vân vân, bắt buộc bệnh nhân nhập viện và thăm khám kỹ hơn, nhất là trong 30 ngày đầu tiên. Chúng ta cũng biết là đã có rất nhiều hướng dẫn như bác sĩ đã trình bày trong các vấn đề điều trị suy tim của guideline ESC Canada, của Việt Nam và của Mỹ. Nhưng vậy thì cái tỷ lệ chúng ta thấy rằng việc tuân thủ vẫn không cao. Và cái dữ liệu cho thấy là tử vong 5 năm là cũng rất còn tỷ lệ tử vong trong 5 năm rất là cao, gần 50%. Tái nhập viện là 82%, ở Mỹ thậm chí còn cao hơn. Và chúng ta nhận thấy rằng bệnh nhân dù suy tim phân số máu giảm, điều trị với chăm thuốc có chứng cứ rồi, nhưng cái tỷ lệ tuân thủ theo guideline chúng ta đều biết rất là thấp. Đấy. Sở dĩ tại sao như vậy là bởi vì chúng ta thấy rằng là có cái đặc điểm khác nhau giữa các nghiên cứu và thực hành và trong các guideline và trong thực tế lâm sàng. Và thứ hai là chăm sóc bệnh nhân là cái chất lượng chúng ta chưa được tốt và không đồng đều. Và đặc điểm bệnh nhân thì cũng khác, và bệnh nhân có thể rất nặng chứ không hẳn là đơn giản chỉ có nhẹ. Và nữa là các dấu hiệu này thì nó còn phụ thuộc vào cái sự dung nạp của bệnh nhân đối với thuốc, hoặc là khi bệnh nhân mới dùng, bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng làm chúng ta ngại. Và vấn đề là hệ thống y tế của các nước cũng là khác nhau, và vẫn còn trong các guideline thì nó sẽ có những cái khoảng trống mà chúng ta chưa bù đắp hết. Để chúng ta nghiên cứu thử những cái tỷ lệ giảm thuốc thì có rất nhiều lý do, từ bệnh nhân, từ đội bác sĩ, từ hệ thống, mà trong đó chủ yếu vẫn là các lý do nguyên nhân của y tế, trong đó có bệnh của người bệnh. Trong cả ngưng thuốc thì cũng phải đến 50%. Và chúng ta cũng thấy rằng người bệnh suy tim với ép giảm thì là một cái tập hợp có nhiều bệnh khác, và người ta thống kê ra là có đến 80% trên 80% là 3 bệnh kết hợp và 70% trên 70% là 4 bệnh. Chính vì vậy nó làm cho một cái gánh nặng cân chắc đối với bác sĩ và cả bệnh nhân khi phải chúng ta sử dụng thuốc như thế nào. Vậy thì chúng ta nhìn lại các guideline, cho dù thì họ hướng dẫn rất là chi tiết từ năm 2017 của ESC và của Mỹ thì cũng giống nhau theo trình tự mà OCC đã trình bày. Thì đến năm 2019 thì cái vai trò của acne thì nó đã thay đổi, thay vì nó xuất hiện sau thì bây giờ nó có thể xuất hiện luôn, giống như bác sĩ Diễn đã trình bày. Có thể là bệnh nhân chưa dùng hoặc là đang dùng ức chế men chuyển thì chúng ta đều có thể sử dụng ở bệnh nhân nhập viện vì suy tim và bệnh nhân ngoại trú ngay từ đầu tiên, và của Mỹ cũng vậy sau nghiên cứu Pioneer. Thì đấy là mình thấy có một sự thay đổi. Cái sự thay đổi thứ hai là với sự xuất hiện của SGLT2 thì người ta nhận thấy rằng khi chúng ta dùng 4 thuốc thì nó cải thiện rất là tốt. Thì trên cái sơ đồ này mình nhận thấy là cái đường màu đỏ là comprehensive, là cái điều trị tích cực gồm 4 thuốc. Còn đường conventional là màu xanh, là cái đường 3 thuốc cơ bản chúng ta vẫn sử dụng. Ức chế hệ RAS cho nó có acne, chẹn beta và MRA. Thì rõ ràng là khi chúng ta sử dụng sớm, chúng ta lấy trung bình cho người từ 55 tuổi
thì chúng ta có thể dùng, nếu chúng ta dùng sớm thì có thể kéo dài cuộc sống của họ thêm 8,3 năm. Còn ở cái người mà bắt đầu chữa từ năm 65 tuổi, chúng ta dùng sớm, chúng ta có thể kéo dài cuộc sống của họ hơn 6 năm. Như vậy chứng tỏ là cái việc chúng ta điều trị 4 thuốc bây giờ có vẻ mai mốt nó sẽ lại trở thành conventional, thay cho cái conventional trước đây. Và điều đó nó đã được thể hiện trong guideline ESC 2021, cũng như trước đó là một loạt các đồng thuận và guideline của Canada, như bác sĩ Sĩ đã trình bày. Như vậy để mình thấy rằng là hai cái thuốc như acne và ức chế acetyl nó nằm ngay hàng đầu tiên luôn để chúng ta lựa chọn. Và khi chúng ta phối hợp cả bốn thuốc này, chúng ta thấy rằng nó sẽ giảm được cái tỷ lệ các biến cố tim mạch rất là nhiều, đến 70% so với việc chúng ta sử dụng một, hai hoặc là ba thuốc kia. Như vậy thì chúng ta có quá nhiều vũ khí thì nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu các thuốc này như thế nào? Bắt đầu đơn lẻ từng thuốc hay chúng ta dùng luôn cả bốn thuốc? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Và để trả lời cái này thì chúng ta phải nhìn lại các nghiên cứu. Trong đó có ba câu hỏi chúng ta phải trả lời. Thứ nhất là lợi ích của thuốc này có phụ thuộc vào điều trị nền của thuốc kia hay không? Cái thứ hai là liệu chúng ta dùng sớm cái điều trị cơ bản nó có tốt hay không, mà chúng ta bắt buộc phải dùng tất cả bốn thuốc luôn. Và cái thứ ba là chúng ta dùng như vậy thì có an toàn, ảnh hưởng đến nhau hay không. Nếu trong đó thì câu số 3 là dễ nhất, bởi vì chúng ta đều biết là khi chúng ta sử dụng những cái thuốc này phối hợp với nhau, đôi khi có nó mang lại cái lợi ích. Ví dụ như chúng ta dùng cái thuốc ức chế acetyl, chúng ta có thể là sử dụng được MRA nhiều hơn, kéo dài hơn, hạn chế tăng được kali máu hơn, vân vân. Như vậy thì để thấy rằng là cái việc chúng ta sử dụng bốn thuốc này có thể lúc đầu nó làm tụt huyết áp gì đó hoặc là ảnh hưởng đến chức năng thận, nhưng về tương đương về lâu dài nó sẽ làm chúng ta kéo dài cái việc sử dụng các thuốc khác. Còn hai câu hỏi trên thì mới là vấn đề chúng ta cần trả lời. Câu hỏi đầu tiên, vậy thì có ảnh hưởng của các thuốc trên nền các thuốc khác hay không? Chúng ta nhìn lại các thuốc từ ức chế beta và men chuyển thì chúng ta nhận thấy rằng trong hai công trình nghiên cứu là BH và Caprico thì đều sử dụng carfentanil, một bên là không dùng ức chế men chuyển, một bên có dùng ức chế men chuyển thì đều giảm tỷ lệ tử vong. Tất cả các thuốc xây hoặc sôn thì cũng tương tự như vậy. Đối với ức chế men chuyển dùng beta hoặc không dùng beta thì chúng ta đều thấy là bệnh nhân đều có hiệu quả. Với thuốc ức chế men chuyển dùng MRA hoặc không dùng MRA đều có hiệu quả. Đối với các thuốc mà ức chế acne và acetyl, chúng ta đều thấy cũng đều có hiệu quả. Đối với acne dùng MRA hay không đều có hiệu quả. Acetyl dùng acne hay không cũng đều có hiệu quả. Thì đấy đều thấy chứng tỏ rằng là chuyện chúng ta sử dụng các thuốc này trên nền tảng thuốc khác đều là tốt, chứ không có ảnh hưởng gì hết, và ngay cả khi không có nó vẫn tốt. Cái điểm thứ hai, liệu chúng ta dùng sớm thì có hiệu quả hay không? Thì chúng ta nhận thấy rằng trong các nghiên cứu, như nghiên cứu Sol dùng bắt đầu liều thấp thì trong vòng hiệu quả 14 ngày người ta đã có rồi. Gặp ở Vedilo trong vòng 8 tuần. Efanut thì chúng ta thấy rằng kháng anandrosterone là trong vòng 30 ngày. Đối với Paradise Acne thì hiệu quả trong vòng 30 ngày. Đối với hai thuốc tái đường mới thì mình thấy rằng là đến Imperio thì mình thấy là 12 ngày và Dapa là 28 ngày. Như vậy điều đó chứng tỏ rằng việc chúng ta dùng sớm là tốt. Như vậy thì trong thực hành chúng ta phải cố gắng dùng sớm. Vậy thì cái nguyên tắc nào để chúng ta làm sao dùng được nhiều thuốc càng sớm càng tốt? Thì chúng ta phải nhớ các nguyên tắc số 1 là liều thấp vẫn mang lại mục tiêu hơn là chúng ta không dùng. Sau đó những trường hợp mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân có thể khó dùng được liều cao, chúng ta nghĩ là thôi chả có lợi ích đâu thì chúng ta dùng liều thấp cũng được, như bác sĩ đã trình bày. Cái thứ hai, liệu pháp thì sẽ mang lại lợi ích cho hết mọi bệnh nhân, nhưng sẽ có những bệnh nhân chỉ một nhóm nhỏ thôi. Vì vậy nó đòi hỏi cái sự cá thể hóa như bác sĩ vừa trình bày. Cái thứ ba là chúng ta phải có một kế hoạch chăm sóc riêng biệt, cái này nó đòi hỏi cả hệ thống y tế. Và chúng ta phải nâng cao chất lượng điều trị, tức là phải huấn luyện cho bác sĩ rồi cho tốt hơn, giáo dục rất nhiều để chúng ta làm sao thay đổi quan niệm, bây giờ gọi là hành động sớm, hành động nhanh, tức là bắt đầu sớm và tăng liều nhanh. Và chúng ta phải coi cái chuyện biến cố bất lợi đấy là một lần chúng ta đánh giá lại người bệnh và đánh giá lại liệu pháp, chứ không phải chúng ta sợ để chúng ta không sử dụng. Vậy thì tại sao chúng ta thấy rất là khó khăn? Tại vì người ta tổng kết ra có 7 vấn đề trong bản báo cáo. Mình thấy có 7 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không quen với liều lượng đã được chứng minh trong suy tim. Đó. Vì thông thường là ví dụ như liều suy tim sẽ trong nghiên cứu nó cao và chúng ta thường trong thực hành. Ví dụ chúng ta dùng thấp hơn. Ví dụ như là
huyết áp chúng ta dùng cái trên men chuyển thì liều 100 mg một lọ sọc tăng, nhưng suy tim có thể lên 150, thì đó là vấn đề chúng ta thấy chúng ta chưa quen. Thứ hai là chúng ta thấy rằng dùng liều thấp thì có thể thấy rằng mà không có tốt, nên chúng mình cũng tốt, nhưng chúng ta vẫn cứ tin là thôi không như thế là được rồi và không tăng liều nữa. Cái điểm thứ ba là chúng ta phải không đọc kỹ các nghiên cứu và các hướng dẫn nghiên cứu khi bệnh nhân tiếp cận thuốc, có những cái thay đổi về huyết động hay gì đó mà chúng ta không hiểu nên chúng ta ngưng luôn. Chứ thực chất của người ta là đôi khi mặc dù huyết áp 90 người ta vẫn dùng nếu như bệnh nhân không có triệu chứng. Thì đó là lý do là chúng ta sợ, chúng ta không dám thực hành. Một điểm nữa, chúng ta không quen với chiến lược thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, giảm thiểu tác dụng phụ. Ví dụ như là khi chúng ta dùng có chuyện thì mình phải biết ngừng các thuốc khác, ví dụ huyết áp tụt thì mình ngừng giảm bớt lợi tiểu hoặc các thuốc nitrat vân vân. Điểm thứ năm là chúng ta sợ không dám tăng liều, không nghĩ là bệnh nhân không thể chấp nhận được. Và điểm quan trọng nữa là trong chữa suy tim thì chúng ta không giống như huyết áp, không giống như đường chúng ta thử là thấy liền, thì chúng ta không có dấu ấn đáng tin cậy, NTNB thì chậm và nói chung nó chỉ theo con số phần trăm mà nó không phản ảnh tuyến tính thực sự nhiều, đâm ra chúng ta thấy chúng ta chưa tin, chúng ta phải chờ rất là lâu để đánh giá EF đường kính thất trái. Và một điểm nữa là sự trì trệ trong lâm sàng, tức là chúng ta vẫn nghĩ rằng bệnh nhân ổn định rồi, với việc chữa với cái liều trung bình đó rồi thì bệnh đã ổn định, không hẳn, bởi vì suy tim dù ổn định trên lâm sàng nhưng diễn tiến bên trong có thể nó vẫn thay đổi, mà chúng ta cần phải thay đổi quan niệm này để chúng ta thực hành tốt hơn. Như vậy thì để làm sao chúng ta áp dụng được thuốc thì đương nhiên phải là cá thể hóa, thì trong đó có 4 điểm quan trọng: huyết áp, dung nhĩ, tần số và thận, tăng kali máu. Và bên cạnh đó là dấu hiệu sung huyết, bởi vì cái chuyện sung huyết là cái chúng ta phải quan tâm, sở dĩ nó không nằm trong vòng tròn này bởi vì cái chuyện chúng ta dùng lợi tiểu nó không cải thiện tử vong, nên nó chỉ là vấn đề là triệu chứng thôi, mặc dù nó là class 1A nhưng đấy là để giảm sung huyết. Nhưng thực tế của vấn đề là trong lưng, trong cái vấn đề điều trị chúng ta phải quan tâm chuyện này, mà đó là lý do tại sao trong cái vòng tròn này nó có cái vấn đề sung huyết nằm ở đây và chúng ta cần phải quan tâm đến nó trong việc cùng phối hợp các tình huống lâm sàng như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ phải phối hợp như thế nào các thuốc đó? Thì sẽ có hai tình huống: một, sau suy tim cấp, và hai là chúng ta chữa suy tim ngoại trú ổn định. Vậy thì sau suy tim cấp chúng ta thấy cái gì? Chúng ta phải chia bệnh nhân ra là hai loại: một là khô, hai là còn sung huyết. Thì rõ ràng cái dấu hiệu, cái đường màu xanh đó, để mình thấy rằng là đó là những thuốc ưu tiên chúng ta sử dụng. Đường màu vàng là chúng ta có thể cân nhắc hoặc là giảm liều, và đường màu đỏ là tạm thời chúng ta chưa có cho. Để chúng ta thấy rằng bệnh nhân suy tim cấp, nếu mà còn sung huyết thì chúng ta ưu tiên những thuốc này, tiêm thuốc MRA. Còn nếu như mà khô rồi thì chúng ta mà từ từ chúng ta sẽ sử dụng các thuốc beta và ức chế men chuyển trước, sau đó chúng ta mới cho thuốc này sau. Thì đấy là cái chuyện của suy tim cấp. Chúng ta phải cho sớm là bởi vì cái tỷ lệ tử vong trong 30 ngày đầu rất là cao. Và người ta phải cho sớm bởi vì sao? Trong nghiên cứu người ta nhận thấy rằng ở bệnh nhân suy tim cấp ra viện chỉ có 23% bệnh nhân dùng tương đối đủ thôi. Rõ ràng là thực tế chúng ta rất là tệ. Và quanh nghiên cứu bác sĩ đã trình bày, mình thấy rõ ràng việc chúng ta dùng thì nó có kết quả rất là sớm trong vòng 30 ngày. Và trong nghiên cứu để mình thấy rằng là để giảm được cái gọi là biến cố, trong đó chờ ghép tim của nghiên cứu Pioneer thì nó rất là nhiều, rất là sớm, và nó NTT nó chỉ là số 13. Như vậy để mình thấy rằng là việc chúng ta dùng sớm trong đó có acne là rất là tốt. Đó là lý do tại sao sau suy tim cấp thì cái trình tự chúng ta có thể phối hợp theo cái này. Chúng ta đừng có sợ là chúng ta có thể dùng 4 thuốc nguy hiểm. Chúng ta hãy nhìn lại bệnh nhân mạch vành cấp. Nếu như bệnh nhân mạch vành cấp huyết áp rất là cao trên 140, nhịp tim 90, huyết động ổn, thì lập tức chúng ta sẽ cho nitrat chặn beta và ức chế men chuyển. Đâu có sao đâu. Vậy thì đối với suy tim cấp, sau suy tim cấp cũng vậy. Thì nếu như cái tình trạng bệnh nhân cho phép thì chúng ta có thể dùng là bắt đầu từ những cái thuốc acne 2 MRA hoặc SG2 hoặc là beta, và chúng ta có thể dùng thông thường sẽ là 2 trong 3 cái nhóm thuốc này, sau đó 1-2 tuần chúng ta cho. Như vậy là chỉ trong vòng 2-4 tuần sau suy tim cấp ổn định là chúng ta đã có thể sử dụng được các thuốc như mong muốn. Vấn đề thứ hai giờ là đối với trường hợp bệnh nhân mà ổn định thì chúng ta sẽ cho như thế nào. Thì đây là cái sơ đồ để người ta nhận thấy rằng chúng ta có thể cho bắt đầu nếu như bệnh nhân ổn định như tôi nói, huyết áp rất là tốt, chức năng thận bình thường, không có gì đe dọa của một cái nguy cơ có tác dụng phụ nếu chúng ta dùng. Thì rõ ràng ngày đầu tiên chúng ta đều bắt đầu các thuốc liều thấp.
Rồi bây giờ hành động ngay, nhanh, tức là bây giờ có thể là sau 7 đến 14 ngày tùy từng thuốc chúng ta có thể tăng liều. Ví dụ như là beta là có thể sau 7 14 ngày tăng liều chứ không không phải là 2 tuần, bắt buộc phải là 2 tuần. Đó, thì có những thuốc phải là 2 tuần. Như là acne thì chúng ta phải đợi 2 tuần, vân vân. Còn riêng cái DAPA thì chúng ta không là cái thuốc cố định rồi, thì chúng ta cứ việc duy trì cái liều đó thôi. Như vậy để mình thấy rằng là trong vòng 4 tuần đến 6 tuần là chúng ta đã đạt được cái mục tiêu chúng ta dùng 4 thuốc cho những trường hợp suy tim mà ổn định. Vậy thì chúng ta thấy gì? Vậy thì suy tim ổn định, chưa người suy tim mãn thì chúng ta lưu ý những cái gì? Như vừa rồi bác sĩ sĩ đã trình bày cái thể đó thì chúng tôi tiếp tục sau bài viết của tác giả Rosano thì có một tác giả khác viết tiếp để chúng ta thấy chi tiết các vấn đề. Như vậy trong các kiểu hình của người suy tim mãn thì chúng ta sẽ thấy khái niệm đầu tiên là huyết áp thấp là cái mà chúng ta chưa quen. Cái thứ hai là bệnh tim và bệnh thận là chúng ta cũng đã quen nhiều rồi. Và cái thứ ba người ta gọi là suy tim và gánh nặng loạn nhịp. Cái này là trong cái hình của Rosano nó không có, nó chỉ có dung nhĩ thôi. Nhưng trong thực tế chúng ta sẽ có những cái nhóm bệnh nhân tức là gánh nặng loạn nhịp, nó bao gồm nhịp nhanh thất không dai dẳng, nhịp nhanh kỳ phát trên thất lặp lại, vân vân. Thì đó là những cái nhóm bệnh nhân chúng ta cũng gặp đấy chứ. Vậy thì đối với cái nhóm đầu tiên huyết áp thấp chúng ta chữa cái gì? Chúng ta đang chữa một bệnh nhân suy tim hoặc bắt đầu chữa một bệnh nhân suy tim ghép rằng mà huyết áp thấp thì chúng ta phải trả lời có tình trạng cấp tính hay không, thì chúng ta phải loại trừ và tần số tim lúc đó như thế nào, và chúng ta phải tìm các nguyên nhân liên quan gây ra huyết áp thấp để chúng ta điều chỉnh. Và sau đó chúng ta phải đánh giá các triệu chứng mà huyết áp nó gây ra. Nếu như là chúng ta thấy có triệu chứng khẩn thì chúng ta cần phải nhập viện. Còn nếu không thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có một cái lộ trình theo dõi đo huyết áp đứng và nằm. Nếu như huyết áp vẫn còn tốt, không có dấu hiệu gì hết thì chúng ta không có việc gì phải điều chỉnh. Cái thứ hai, nếu như là huyết áp tốt nhưng có triệu chứng hoặc là huyết áp dưới 100 hoặc là dưới 90 và có triệu chứng thì chúng ta phải điều chỉnh ở phía dưới. Và cái thứ ba là dưới 90 và có các triệu chứng thì chúng ta phải đi sang bước đầu tiên là chúng ta đánh giá, tiếp tục đo lại và đánh giá lại các yếu tố liên quan giữa triệu chứng và huyết áp, đặc biệt là phải gắn Holter. Nếu như cái triệu chứng này còn không có vấn đề gì cả thì chúng ta mặc dù huyết áp có thể xuống dưới đến 95 hoặc 10, mình chỉ cần dặn bệnh nhân là uống nhiều nước hay ăn mặn thêm một tí chứ không có gì phải sợ. Còn trong trường hợp mà nó còn tồn tại thì chúng ta có thể phải giảm hoặc là ngưng một số thuốc vân vân, hoặc là bỏ đi những cái thuốc mà nó gây hạ huyết áp. Sau đó nếu nó còn vẫn còn triệu chứng thì chúng ta phải qua bước thứ ba là chúng ta đánh phải giảm lượng lấy tiểu và những cái thuốc khác, và chúng ta nếu không hiệu quả nữa thì chúng ta phải xác định từng nguyên nhân một để chúng ta điều chỉnh. Ví dụ do thận, do tăng kali, do tần số tim, do có loạn nhịp hay không, hoặc các nguyên nhân khác để chúng ta điều chỉnh. Như vậy đây là các bước để chúng ta xử lý cho một người suy tim ghép rằng và chúng ta vẫn làm sao cố gắng để duy trì những thuốc chúng ta đang điều trị. Như vậy là chúng ta chỉ cần giảm thực sự thôi khi cần thiết thôi. Nhóm thứ hai chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta vẫn đảm bảo được thuốc thì chúng ta phải hiểu đúng ta mới dám dùng, đó là bệnh nhân có bệnh thận, đặc biệt là những bệnh nhân dưới 20, dưới 30. Thì đây là sơ đồ mà từ năm 2018 rồi đến 21 người ta cập nhật lại các thuốc điều trị suy tim ở bệnh nhân suy thận. Thì rõ ràng là đến giai đoạn nặng nhất thì chúng ta sẽ phải lọc thận hoặc là ghép. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là cho dù là có suy thận thì cái biểu đồ điều trị nó vẫn có đủ các thuốc, vấn đề chúng ta đặt ra là theo dõi thôi. Thì đây là cái hình chúng tôi rất là thích. Đó là mình thấy là từ DOA 30 trở lên, 30 trở lên thì mọi chuyện của các thuốc của chúng ta đang sử dụng trong bốn cái nhóm thuốc này là không có gì. Trong này hiện nay cái sơ đồ này chúng ta chưa cập nhật SGLT2. Nhưng bắt đầu từ 15 cho đến 30 chúng ta thấy vai trò bắt đầu nó giảm dần. Đặc biệt là đối với trường hợp mà khi giảm dưới 30 thì đối với dùng chạy beta thì người ta ưu tiên dùng carvedilone, nhất là khi nó xuống đến giai đoạn nặng. Đối với ức chế men chuyển và thụ thể thì mình thấy rằng là khi nó giảm xuống dưới 30 thì vai trò nó bớt dần đi rất nhiều. Và đến ngay cả giai đoạn cuối này chúng ta vẫn có quyền sử dụng và vấn đề đặt ra là chúng ta phải theo dõi, phải theo dõi. Tương tự như vậy đối với MRA. Còn đối với các thuốc khác như là digoxin vân vân thì chúng ta thấy rằng vai trò nó ít hơn và nó ít thay đổi, nó tùy thuộc vào tình huống lâm sàng để chúng ta quyết định. Như vậy để mình thấy rằng là đối với các trường hợp có bệnh thận thì vấn đề đặt ra là chúng ta theo dõi chứ không phải chúng ta cứ thấy dưới 30 là chúng ta không dùng một thuốc gì cả. Thì đấy là chúng ta hết sức lưu ý. Và đối với các thuốc mà ức chế SGLT2 hiện nay
thì là trên 20 là chúng ta được phép sử dụng, chỉ có dưới 20 là không. Còn đối với các thuốc khác là vấn đề đặt ra là chúng ta theo dõi. Trừ khi creatinine quá cao rồi thì chúng ta thôi. Còn ở bệnh nhân chưa có sập lọc máu mà chúng ta thấy rằng creatinine chưa quá cao thì chúng ta hãy dùng thử. Nếu không được thì chúng ta cắt, không có vấn đề gì chúng ta phải sợ. Thì đấy là những chuyện trong bệnh nhân mà chúng ta thấy có vấn đề là bệnh thận và kali máu. Nhóm thứ hai là cái nhóm, nhóm thứ ba là cái nhóm mà có gánh nặng của nhịp nhanh. Thì mình thấy rằng là trong trường hợp này thì vai trò của chặn beta thì rất là tốt, nên chúng ta cố gắng sử dụng. Và sau đó thì chúng ta cũng sử dụng những thuốc mà đã chứng minh được giảm đột tử, như là các nhóm thuốc của ACNI và MRA. Thì đó là những thuốc mà chúng ta thấy là tác dụng tốt cho những bệnh nhân mà có gánh nặng loạn nhịp nhiều. Đối với tiếp theo nữa là những bệnh nhân có rung nhĩ, thì chúng ta nhận thấy rằng rung nhĩ thì người ta chia ra làm hai loại. Một là có ba loại, vì thứ nhất là nhịp xoang và thứ hai là rung nhĩ. Và rung nhĩ có tần số dưới 100 và trên 100. Thì rõ ràng đối với trường hợp mà rung nhĩ trên 100, nhờ nhịp xoang mà trường hợp nhịp xoang trên 70 thì mọi chuyện chữa nó rất là đơn giản. Nó chỉ có vấn đề là chưa trường hợp bị rung nhĩ thì chúng ta nên chữa như thế nào. Thì mình phải hiểu vấn đề là gì. Ở bệnh nhân ở nhịp xoang chúng ta thấy rằng là việc dùng chặn beta và chúng ta kiểm soát tần số quanh con số 70 thì rất là tốt. Còn nếu chúng ta để cao thì chúng ta sẽ làm cho tử vong cao hơn đối với trường hợp mà chúng ta để cao. Nhưng nếu như chúng ta bệnh nhân bị rung nhĩ thì cái sự liên quan này nó không rõ ràng như là ở bệnh nhân nhịp xoang. Vậy điều đấy có nghĩa là ở bệnh nhân nhịp xoang thì chúng ta cố gắng giữ tần số 70. Nhưng đối với bệnh nhân rung nhĩ thì có thể nó phải là 70, 80 chứ không phải là dưới 70 như bệnh nhân nhịp xoang. Và chúng ta hết sức lưu ý chuyện này. Và trong trường hợp của rung nhĩ và suy tim thì chúng ta đều thấy rằng cố gắng là chúng ta kiểm soát tốt cái tần số bằng chặn beta và decoxin hoặc amiodarone đơn lẻ hoặc là phối hợp thì tùy cái tình huống lâm sàng. Còn trong trường hợp huyết động không ổn và vấn đề rung nhĩ này là mới vân vân thì chúng ta có thể cố gắng chuyển nhịp sớm để cải thiện cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim EF giảm. Cái này đã được chứng minh qua các nghiên cứu. Điểm nữa là chúng ta thấy ở những bệnh nhân mà có cái tần số tim mình thấy rằng là nó dao động, thì mình thấy khi nó giảm thì mình có thể phải giảm liều chặn beta. Những bệnh nhân phải duy trì tần số trên 70 và chúng ta phải điều chỉnh các thuốc tác động lên tử vong, như chúng ta thêm ACNI hoặc chim men chuyển. Và trong trường hợp mà huyết áp mà thấp thì chúng ta có thể ngưng tạm MRA. Cho trường hợp huyết áp thấp thì cái chuyện chúng ta hơi thấp một chút thì chúng ta ngưng cái MRA và SGLT2 thì không phải là cái bắt buộc để chúng ta coi như là sử dụng. Vậy bệnh nhân, đối với những trường hợp mà chúng ta sử dụng những bệnh nhân khi mà chúng ta thấy huyết áp mà tăng huyết áp cũng như là nguyên nhân tăng huyết áp khác thì chúng ta đều điều trị như thế nào? Thì chúng ta phải đảm bảo tuân thuốc, tức là mà chữa suy tim mà huyết áp nó vẫn còn cao, mặc dù chúng ta đã dùng những cái thuốc trong đó có ức chế men chuyển hoặc thụ thể rồi, có MRA rồi, có beta rồi, thì chúng ta nên phối hợp thêm cái nhóm isozorbit và hydrat trước khi chúng ta phối hợp thêm mấy nhóm ức chế canxi. Sở dĩ tại sao như vậy? Vì ngày xưa trong chữa suy tim gai gai trước thì người ta khuyên chúng ta dùng amlo sớm trước isozorbit và hydrat. Nhưng ngày nay thì người ta quay trở lại các nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng là việc chúng ta dùng dinitrat và hydralazine thì nó có hiệu quả trên cả vấn đề giảm nhập viện và tử vong. Chính vì vậy mà chúng ta dùng cái này trước các thuốc ức chế canxi thế hệ 2 để vừa đảm bảo chúng ta giảm được huyết áp và chúng ta cải thiện được tỷ lệ giảm nhập viện và tử vong cho bệnh nhân. Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần phải hiểu biết để chúng ta dùng cho nó đúng và chúng ta áp dụng hết tất cả những gì thuộc về guideline để chúng ta sử dụng trong thực hành lâm sàng. Như vậy để tóm lại thì chúng tôi xin phép có một số điểm. Thứ nhất là suy tim là vấn đề rất là quan trọng và quan tâm hiện nay. Cái điều trị theo hướng dẫn chúng ta đều biết nó rất là thấp, đặc biệt là bệnh nhân mới sau xuất viện. Như vậy đã có những thay đổi cách tiếp cận cả cấp và mãn để chúng ta tăng tuân thủ. Cái đầu tiên là vấn đề đơn giản hóa và chỉ định sớm 4 thuốc. Và trong cái này thì chúng ta thấy rằng là cái trình tự như thế nào nó không là bắt buộc, nó tùy thuộc vào từng người bệnh. Chỉ có một cái nguyên tắc duy nhất, đó là chúng ta cố gắng dùng sớm, tăng liều nhanh và hành động nhanh. Thì đấy là cái mà chúng ta và phải phụ thuộc vào cái kiểu hình suy tim của từng người bệnh để chúng ta quyết định là chọn cái gì, chọn một hay hai thuốc ban đầu hay ba thuốc ban đầu. Sau khi chọn rồi chúng ta đánh giá và cố gắng tăng liều sớm để đạt được mục tiêu. Đó là những cái mà chúng ta thấy rằng nó rất là quan trọng trong vấn đề.
Và chúng ta cần cũng phải nhớ là cái liều dung tối đa dung nào thì vẫn là tốt hơn nếu chúng ta không điều trị. Đừng có nghĩ rằng thôi dùng có được nửa liều thì chắc không tốt đâu, không phải tốt. Nhưng cũng đừng nghĩ là dùng nửa liều là được rồi, bởi vì nếu mà nhân dung nạp được liều tốt hơn thì chúng ta hãy dùng liều tốt hơn để đảm bảo là tái cấu trúc của tim được tốt hơn cho bệnh nhân. Và cái hình đây là hình cuối cùng, thì rõ ràng mình thấy là đối với chứng minh cho giai đoạn cấp thì cái outcome nó rất là nặng. Đối với giai đoạn mãn, outcome nhẹ hơn, và chúng ta càng về sau chúng ta càng phải cố gắng điều trị thật nhiều, càng tốt các thuốc mà chúng ta đã được chứng minh có hiệu quả. Và trong tất cả các thể lâm sàng đấy thì mình thấy rằng vai trò của các thuốc là rất là nhiều, đặc biệt là các thuốc ức chế hệ RAS, trong đó có acne, thì nó hầu hết trên các phủ lâm sàng, chỉ trừ trường hợp huyết áp thấp thì chúng ta hạn chế sử dụng ban đầu mà thôi. Thì xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị. Vâng, xin cảm ơn thầy Hiền ạ. Hiền đã báo cáo rất là chi tiết và những tình huống lâm sàng đi kèm để các em có thể thực hành được trên lâm sàng. Hiện nay thì chắc là mời thầy Hiền và thầy sĩ mình có tất cả là 4 câu hỏi trong phần Q&A này. Vậy trên cái thứ tự đó mình sẽ chia sẻ và trả lời với các em. Tôi nghĩ đây là cái phần hấp dẫn nhất, tức là các em đã chờ đợi để đặt ra những cái tình huống lâm sàng. Vậy tôi đi cái câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi đầu tiên của Tuấn đặt như thế này: thưa thầy cô, bệnh nhân châu Á thường thấp bé hơn so với châu Âu. Liệu có nên cân nhắc guideline EC trên bệnh nhân Việt Nam hay không? Bên ACC thì có cộng đồng dân châu Á tại Mỹ, nên cái guideline này có vẻ gần giống người Việt mình hơn không ạ? Chắc là trước tiên thì chắc là tôi xin mời ý kiến của thầy sĩ ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hoa. Thì thực sự ra thì khi mà nói về vấn đề chủng tộc thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn là giữa chủng tộc châu Á, chủng tộc châu Âu hay là chúng ta thấy rằng là những chủng tộc châu Phi, nó có những cái đặc điểm về nhân chắc học, nhân chủng học và những đặc điểm về mặt chuyển hóa, về mặt di truyền khác nhau. Phần nào cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái hiệu quả trong vấn đề sử dụng thuốc. Và chính vì thế những cái công trình nghiên cứu cũng bàn luận rất nhiều, công trình nghiên cứu thực hiện tại châu Âu hay tại Mỹ mình có áp dụng cho tại châu Á hay không. Và thường thì trong những công trình mà đa trung tâm thực hiện tại nhiều nước cũng có một tỷ lệ họ cũng lấy nhiều cái chủng tộc trong đó, để chúng ta thấy nó mang tính chất là phổ rộng là như vậy. Và thường thì ở châu Á chúng ta cũng có công trình nghiên cứu, đó là tôi nói về cái hiệu quả. Còn nói về vấn đề khuyến cáo của guideline thì các bạn thấy rằng là thực sự ra thì người châu Âu hay người châu Á, khi mình nói về cân nặng thì mình trong những cái thuốc men chúng ta điều chỉnh thì thường chúng ta cũng phải cần điều chỉnh một số thuốc theo cái cân nặng của bệnh nhân. Và đối với tôi, nếu mà cái khuyến cáo của SC đặc biệt trong vấn đề suy tim này nó có ảnh hưởng tới vấn đề chúng ta lựa chọn thuốc hay không á, thì theo tôi rằng là mình vẫn là khởi động với cái liều thấp và chúng ta tăng dần lên để chúng ta đạt được một cái liều mà tối ưu, tức là không có tác dụng phụ hay là hạn chế được tác dụng phụ cho bệnh nhân. Thì đương nhiên chúng ta thấy rằng là hoàn toàn là không có sự giống biệt về mặt chủng tộc giữa hai nơi. Nhưng mà về vấn đề thuốc men trong cái khuyến cáo này, tôi nghĩ rằng cái nền tảng của một cái nhóm thuốc trong điều trị suy tim chúng ta vẫn áp dụng được trên những người châu Á, và việc chúng ta điều chỉnh liều là chúng ta vẫn cân nhắc đi từ và chúng ta tăng lên cho tới liều dung nạp. Chắc là xin ý kiến thêm của thầy Hiền không ạ? Dạ không, cũng nhất trí với bác sĩ sĩ ạ. Bởi vì thứ nhất là mình dùng liều thấp á, thì mình không sợ. Chúng ta chỉ sợ những người mà dưới 50kg thôi, chứ còn thực chất thì trên 50kg cho đến 90kg thì nó gần như cộng đồng của các nghiên cứu hết rồi. Thông thường người ta chỉ sợ những người nhẹ ký thôi. Dạ. Thông ra là mình dùng liều thấp, mình không có gì sợ. Dạ. Vâng, cảm ơn thầy Hiền với thầy sĩ. Tôi chỉ bổ sung một cái thôi. Khi nào mà áp dụng một cái khuyến cáo nào đó, thì mỗi quốc gia họ sẽ ứng dụng trên những cái suy nghĩ cái nào gần nhất, do đó các em không phải lo là ACC có dân tộc Việt Nam gần đó thì mình có không. Cái quan trọng là cái số dân tộc đó có được involve vô trong cái nghiên cứu của mình hay không. Thì hiện nay trong cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam mình chỉ khác nước ngoài là gì, nếu mà cái metoprolol đó mình sẽ là 100mg thôi, và nếu mà cái enalapril đó thì các bạn mình sẽ chọn Bộ Y tế mình chọn là 10mg nhân 2. Thì ở bên nước ngoài là từ 10 đến 20. Thì chỉ có hai cái đó là nó hơi có sự khác biệt nếu mà các bạn so với khuyến cáo ACC và EC. Vâng, cảm ơn bạn Tuấn ạ. Câu thứ hai các thầy cô chắc là phải nhìn. Tôi sẽ đọc chậm để các thầy cô có thể trả lời em, là đây là một bệnh nhân nhồi máu cơ tim rộng sau đặt stent LAD 3 ngày thì cái phân suất tống máu là 50%, eGFR là 29, troponin T là 2000, nhịp tim là 90 lần phút, huyết áp là 96. Thì hiện nay bệnh nhân đang được sử dụng tenmisartan cộng nhâm lo cái liều là 5 và 40.
thì phổi bệnh nhân trong. Vậy cái câu hỏi của các em đặt ra là theo ý của các thầy đó, thì mình sẽ chuyển qua ACNI phối hợp với SL22 thì như vậy có lợi hay không? Thì xin cảm ơn các thầy ạ. Và đây cái bài này đều liên quan cả đến hai thầy hết. Vậy tôi xin mời đầu tiên ạ, mời thầy sĩ ạ. Dạ vâng, đây cũng là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là rất là hay. Và thực sự ra thì chúng ta biết rằng là bệnh nhân nhập viện, nguyên nhân mà bệnh mạch vành gần như là chúng ta thấy là nó chiếm tỷ lệ cũng khá lớn chủ đạo ở trong đây, và càng ngày càng được hưởng lợi trong vấn đề can thiệp mạch vành, đặc biệt trên những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. Những cái công trình nghiên cứu như tôi nói đó thì phần lớn liên quan đến suy tim hoặc thực hiện trong trường hợp là suy tim ổn định, tức là bệnh nhân ngoại trú, mà bệnh nhân ngoại trú chỉ có hai cái công trình, hai cái nhóm thuốc mà gần đây có những cái nghiên cứu mà trong thời gian bệnh nhân nội trú, như tôi nói trong cái những cái thuốc nền tảng đó. Tôi nói về những cái thuốc nền tảng đó là ức chế SGLT2 và cái nhóm ACNI Baoni HF. Nhưng các bạn, nếu các bạn coi lại thì trong những công trình cứu này thường thì nó gọi ra những trường hợp bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, thường thì chúng ta thấy rằng Baoni là cũng gì, Baoni cái tiêu chuẩn nhận vào của nó cũng là những cái suy tim mất bù, tức là suy tim cấp mất bù cho những cái đối tượng như vậy. Nhóm SGLT2 cũng vậy, họ cũng chưa có một cái công trình nghiên cứu riêng trên những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, mà đây các bạn thấy là mới ngày thứ ba SGLT2 như vậy. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là gần đây thì đối với ACNI chúng ta có một cái công trình nghiên cứu liên quan đến sau nhồi máu cơ tim, cái công trình nghiên cứu Paradigm MI. MI thì đây cũng là một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên gần hơn tôi nhớ là khoảng gần 6.000 bệnh nhân, và cũng hơn 40 nước, hơn chúng mình nước, cũng bao gồm cả những cái nước châu Á. Họ cũng so sánh ACNI, tức là sacubitril valsartan, với một cái thuốc ức chế men chuyển khác là ramipril, tôi nhớ là ramipril như vậy. Và họ cũng đánh giá trên những cái tiêu chí chính tại thời điểm chúng ta thấy rằng là có thể kéo dài tới là 3 năm ba năm trong cái công trình, thời gian trung vị của họ là 23 tháng. Thì cái kết quả trong cái công trình nghiên cứu này là giữa hai cái nhóm là nhóm ACNI với cái nhóm ramipril ức chế men chuyển, trên cái tiêu chí chính tức là tử vong tim mạch hoặc là nhập viện vấn đề suy tim, hoặc là trên những bệnh nhân là suy tim ngoại trú mà cũng cần phải nhập viện thì lại không có sự khác biệt có ý nghĩa về phương diện thống kê. Mặc dù các chúng ta thấy rằng là cái đường cong giữa hai cái nhóm này ấy, thì đối với nhóm ACNI bao giờ nó cũng ở dưới và nó tách ra cũng sớm, nhưng mà về phương diện thống kê thì chúng ta thấy rằng là không có sự khác biệt trên cái phương diện thống kê cho các cái tiêu chí chính này. Tuy nhiên khi mà phân tích mà subgroup, phân tích phân nhóm trên những cái phân nhóm, thì người ta thấy rằng ở cái phân nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp mạch vành hoặc là không can thiệp mạch vành, thì người ta thấy rằng trong cái nhóm được can thiệp mạch vành thì cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng ACNI ấy, thì nó lại nhiều hơn so với chúng ta chỉ sử dụng ức chế men chuyển. Và trong cái nhóm mà không có được can thiệp thì sự khác biệt này có vẻ nó lại không có sự khác biệt thống kê, tức là chúng ta thấy rằng là cái khoảng tin cậy là vẫn đi qua cái đường trung tính, tức là đường đường số đường 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 số 1 ở đây, đường số 1 ở đây. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là trong cái công trình nghiên cứu Paradigm MI này á, thì nó cho một cái kết quả, mặc dù tiêu chí chính thì chúng ta không đạt, nhưng tiêu chí phụ thì chúng ta đạt được cái tiêu chí phụ là như vậy. Và trong thực tế chúng ta thấy rằng là chúng ta có sử dụng được hay không, thì chắc có lẽ thì trong trường hợp này theo tôi rằng là nếu như bạn đang sử dụng Tamiflu, đang sử dụng Amlodipine, thực sự ra Amlodipine mà điều trị trong nhồi máu tim cấp cũng không phải là một cái khuyến cáo, ngoại trừ chúng ta thấy chúng ta không kiểm soát được huyết áp, thì như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có thể chúng ta chuyển sang được cái nhóm ACNI trong cái trường hợp này. Còn SGLT2 thì như tôi nói, chúng ta chưa có những công trình nghiên cứu ngẫu nhiên trên vấn đề nhồi máu cơ tim cấp, theo tôi được biết như vậy, không biết là tại hiện có những thông tin mới gì về vấn đề này hay không. Thì việc chúng ta sử dụng sớm SGLT2 ngay trong cái giai đoạn 3 ngày nhồi máu cơ tim cấp như vậy, chúng ta chưa có những cái chứng cứ, những cái dữ liệu để chúng ta có thể nói. Dạ, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy sĩ, mời thầy Hiền ạ. Dạ, thì cũng xin có một số ý kiến giống như của bác sĩ sĩ. Là thứ nhất là SGLT2 hiện nay thì người ta đang làm nghiên cứu trên nhồi máu cơ tim cấp, kể cả EMPA, kể cả RAPA, đem ra là mình chờ. Còn đối với ACNI thì giống như anh sĩ đã trình bày thì mình có nghiên cứu, mà PRIME AM thì rõ ràng là cái hiệu quả nó không tốt.
Nhưng mà tôi nhìn trên cái chữa này của bạn đó, thì tôi nghĩ là khoan hay nghĩ đến đạt ni, bởi vì huyết áp người ta có 90 và nhịp tim người ta là 90 và tỷ số mạch như vậy nó sẽ là 1. Vậy thì nếu anh chị cho đạt ni thì có thể nó sẽ, vì nó có hiệu quả giãn mạch một chút nữa, thì nó sẽ làm huyết áp thấp. Và chúng ta cần những ca này chúng ta phải giữ huyết áp lên trên 100 thì tốt hơn. Theo tôi trường hợp này đầu tiên thì bạn nên dùng vasopressin, bởi vì trong các thuốc ức chế thụ thể thì là thuốc vasopressin là thuốc mà có nghiên cứu tốt nhất trên nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Tôi quên mất cái tên nghiên cứu rồi, nhưng mà cái số lượng bệnh nhân nó rất là lớn. Và chúng ta nên dùng vasopressin một thời gian, sau ổn định 2 tuần gì đó, thì lúc đó chúng ta tùy vào cái HF mà chúng ta quyết định là chúng ta nên chuyển sang acne hay không. Vì nếu mà dưới 55% thì chúng ta vẫn có quyền chuyển sang cái acne. Thì như vậy nó, đầu tiên là nó đảm bảo cái huyết áp bệnh nhân không có tụt, và chúng ta giữ cái tỷ số mạch trên huyết áp là dưới 1 để cho nó an toàn cho bệnh nhân. Thì sau đó chúng ta chuyển sang acne, thì lúc đó nó vừa tốt, không ảnh hưởng đến huyết áp, và nó tái cấu trúc nó sẽ tốt hơn là chúng ta dùng vasopressin đơn thuần. Đã, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hiền ạ. Có một cái là các bạn có cái suy nghĩ xong từ, tôi thấy các bạn đề là EF là 50%. Nếu mà EF 50% là chúng ta thuộc là phân số tốc máu bảo tồn ạ. Nếu phân số tốc máu bảo tồn thì mình sẽ, cho đến bây giờ thì mặc dầu là có những cái bên lề, nhưng mà nó bên lề thì không đúng, có những cái, nhưng mà trên mặt khuyến cáo thì chúng ta chưa có xài. Chúng ta chưa có xài cái đó, thành ra mình phải điều trị cái bệnh nền bệnh chuẩn cho người bệnh nhân, đó là nó sẽ là tốt hơn cho người bệnh nhân. Mình cho dù làm gì nữa thì có thể là những thầy cô lớn hoặc là những cái bệnh viện lớn thì mình có thể điều trị được, còn các bạn cũng phải đợi cái khuyến cáo của Bộ Y tế mình ra để cho nó an toàn trong cái vấn đề mà thành nghề của mình. Cảm ơn câu hỏi của bạn và cảm ơn câu hỏi trả lời của hai thầy ạ. Hiện nay thì mình còn 4 phút nữa, nhưng mà thật sự ra tôi kết luận thì rất là nhanh. Tôi vẫn muốn dành thời gian để các thầy trả lời cho mấy em thì nó sẽ được hay hơn. Thì đây có một câu hỏi cho thầy Hiền ạ. Và tôi nghĩ câu hỏi này cũng rất là hay. Là em nó chỉ xin hỏi cái kinh nghiệm của thầy trong cái sử dụng Hygalazin và Isosorbitinitrat ở trên bệnh nhân suy tim, và cái việc sử dụng này nó có ảnh hưởng lên huyết áp nhiều hay không ạ? Mời thầy ạ. Nó có hai vấn đề chúng ta cần sử dụng. Vấn đề thứ nhất là như trong bài tôi đã nói là chúng ta chữa suy tim bằng vasopressin, bằng ức chế phân nhiệt thụ thể, bằng acne, bằng MRA, rồi có thể bằng beta mà chưa tốt, hoặc thì chúng ta có thể dùng cái này thêm vào. Bởi vì chúng ta tăng liều đến kia đến mức độ mà không được tối đa thì chúng ta sợ được tối đa nó có chuyện thì chúng ta thêm vào. Đó là chỉ định thứ nhất. Chỉ định thứ hai là ở những bệnh nhân suy tim mà có bệnh thận mà chúng ta không dùng được những cái thuốc ức chế ARA thì chúng ta phải dùng trong bệnh nhân suy tim. Vậy thì kinh nghiệm khi chúng ta sử dụng thì cái viên Hydralazine là đô 25 thì chúng tôi thường sẽ sử dụng tùy theo mức huyết áp của người bệnh, và thì chúng tôi sẽ dùng có thể ngày đầu là 2 hoặc 3 và sau đó mới tăng lên đến 4. Còn nitrat thì chúng tôi sẽ sử dụng, hiện nay thì nó có cái viên mononitrat thôi, tức là imidu, thì chúng tôi sẽ sử dụng đô 60 trước, còn thì sẽ lên đến 120. Thì đấy là trong cái tình huống mà chúng tôi, kinh nghiệm của chúng tôi, đặc biệt ở sử dụng bệnh viện đại học dược, những thuốc này phải mua ở ngoài, thế ra là ở đây thì dùng dễ hơn, nên qua đây thì chúng tôi có nhiều cơ hội để sử dụng. Thì có hai tình huống như vậy và cách dùng sẽ là như vậy. Đã. Vâng, cảm ơn thầy Hiền ạ. Tôi xin phép được tổng kết ngày hôm nay. Thật sự ra suy tim là một vấn đề rất là khó khăn, là vì nó là cái giai đoạn cuối của tất cả các bệnh lý tim mạch trước đó, do đó sự điều trị phức tạp. Nhưng mà một cái may mắn trong cái thời kỳ chúng ta là chúng ta có rất là nhiều khuyến cáo và những cái thành công trong vấn đề điều trị suy tim, đặc biệt là suy tim phân số tốc máu giảm. Và qua báo cáo của hai thầy, ở một cái góc độ các bạn đã hiểu được những cái khuyến cáo suy tim phân số tốc máu giảm, nó quan trọng nó đến như thế nào, nó giảm được cái tỷ lệ tử vong cũng như nhập viện cho người bệnh nhân, và cái cách sử dụng của từng túi thuốc, từng cái tình huống lâm sàng. Chỉ có một cái vấn đề là chúng ta sẽ bắt chặt cái khuyến cáo, theo dõi bệnh nhân sát sao hơn và luôn luôn tạo điều kiện để chúng ta cho bệnh nhân đạt đến cái liều đích hoặc là cái liều tối ưu bệnh nhân tốt nhất, thì lúc đó mình sẽ làm tốt cho bệnh nhân. Vì thật sự như thầy Hiền nói là suy tim nó ổn định thôi, nhưng mà ở phía bên trong nó có những cái diễn tiến của nó, và nếu chúng ta hiểu cái đó và chúng ta không có bằng lòng với những cái hiện tại của một bệnh nhân, tăng liều có thể được thì bệnh nhân sẽ được lợi tối ưu nhất với cái khuyến cáo hiện hành ngày nay. Một lần nữa thì tôi xin thay mặt cho hai thầy báo cáo viên cảm ơn đến tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã tham dự, trên 300 người, và cũng như là cảm ơn công ty Novartis đã tạo điều kiện để cho hai thầy có thể chia sẻ được với các em trong một cái bệnh lý mà rất là quan trọng trong cái thực hành lâm sàng. Và cảm ơn các bạn công nghệ thông tin đã có tạo điều kiện cho chúng tôi truyền đạt cái hình tiếng nói rất là rõ ràng đến tất cả các bạn đồng nghiệp.
À, tôi thấy thầy Hiền đang cầm micro ạ. Anh Hiền có muốn nói Tôi không xin ạ? phép cô Hoa vì có một cái câu mà muốn trả lời vì các em nó hỏi quá nhiều luôn. Thì tiện Dạ. cái câu số 2 cho cô Hoa, tức là các em hỏi là tại sao USC không để ADB là class Trên 1. màn hình của em nó mất cái đó rồi anh. Ở đây Nó mất em đâu ha. cái câu số 2 thì em xin phép trả lời vì em rất hay nhiều bạn hỏi, thì tiện hôm nay em trả lời, bác sĩ Hiền xin trả lời để các bạn biết. Các bạn đọc guideline USC thì các bạn muốn có câu trả lời thì các bạn sẽ vào cái phần bổ sung của guideline này. Trong đó người ta dẫn các nghiên cứu, ví dụ như là ức chế men chuyển vì nó có giảm tử vong, tất cả các nghiên cứu đều có giảm tử vong. Khi người ta phân tích riêng giữa nhập viện và tử vong, phân tích riêng tử vong thì đều giảm hết. Chỉ có riêng ARB thì giảm nhập viện, không giảm tử vong. Đó là lý do tại sao người ta không không đưa lên ngang hàng giữa ức chế men chuyển và ARB như ngày xưa nữa. Để các bạn đọc thêm với cái, tôi xin nói lại là các bạn đọc cái số bổ sung, hơi mất công một chút để tìm ra cái tài liệu đó ở trên mạng. Dạ. Xin cảm ơn cô Hoa. Dạ. À, vâng, cảm ơn thầy Hiền ạ. À, như vậy là chúng ta đã làm 1:15, tức là chúng ta làm rất là đúng. Từ sau đó thì sẽ có một cái phần tiếp theo, cho đó chúng ta đảm bảo giờ một lần nữa. À, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã tham gia trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng kính chào tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Chào anh Hiền, chào sĩ. Rồi, chào cô, chào sĩ nhé. Rồi, cảm ơn. Chào cô, chào anh Hiền. Rồi, cảm ơn Nô và Thích, cảm ơn các em.